cậu bé này nhặt được một quả trứng kỳ lạ bên hồ. Cậu liền lặng lẽ mang nó về phòng thí nghiệm nhỏ của mình, rồi cẩn thận bóc lóc vỏ bên ngoài. Bên trong hóa ra là một quả trứng màu xanh. Cậu còn chưa kịp bóc hết thì mẹ cậu đã đến gọi cậu đi ngủ. Tối đến cậu có chút không yên tâm, nên đã chạy đến căn phòng để kiểm tra quả trứng. Kết quả là cậu phát hiện vỏ trứng đã bị vỡ. Hiển nhiên là sinh vật trong quả trứng đã bò ra ngoài. Lúc này bỗng có một tiếng kêu kỳ lạ phát ra. Cậu liền tiến lên tìm kiếm xem đó là thứ gì. Bỗng một sinh vật kỳ lạ xuất hiện trước mắt cậu. Hóa ra đây chính là sinh vật bò ra từ trong quả trứng kia. Cậu bé liền tìm đồ ăn và đút cho sinh vật nhỏ kia. Sinh vật nhỏ kia cũng dần có thiện cảm với cậu. Thế là cậu bé quyết định lén lút nuôi sinh vật này và đặt tên nó là Crusoe. Cậu nhóc tên là Angus, sinh ra trong một gia đình sĩ quan trong chiến tranh thế giới 2. Một hôm có một đoàn quân muốn ở lại nhà cậu, đồng thời bọn họ còn muốn dùng đến tất cả đồ của nhà cậu. Từ đó Angus chỉ còn cách lén lút cho Crusoe ăn ở phòng thí nghiệm. Nhưng anh bạn Crusoe vô cùng háu ăn, càng ngày càng ăn nhiều. Angus đọc được trong một cuốn sách rằng Crusoe rất có thể là một loài thủy quái trong truyền thuyết. Thế là cậu liền bỏ Crusoe vào thùng nước. Chỉ cần Crusoe ở yên trong thùng nước thì chú có thể tạm thời an toàn. Nhưng một hôm Crusoe đói quá, nên chú đã xông vào trong nhà để tìm đồ ăn. Kết quả là gặp phải ngay con chó của đoàn binh sĩ. May mà con chó bị sợi dây kéo lại nên Crusoe mới thoát nạn. Lúc này từ phòng cô chị gái bỗng truyền ra tiếng kêu thất thanh. Angus vội vàng chạy đến ngăn cản và nói với chị gái về bí mật của Crusoe, đồng thời kêu chị gái hãy giữ bí mật. Nhưng Crusoe chỉ cần đói là sẽ kêu lớn. Điều này đã thu hút sự chú ý của người hầu trong nhà. Người hầu giật mình, nhưng dường như anh ta rất hiểu Crusoe. Anh ta đồng ý giữ bí mật nhưng khuyên Angus sớm từ bỏ Crusoe, bởi vì chú ta lớn quá nhanh và sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Một hôm khi bọn họ ra ngoài và quên đóng cửa, thế là Crusoe lại một lần nữa lẻn ra ngoài. Con chó lần trước ngửi thấy mùi của chú nên đã đuổi đến nơi. Crusoe bị nó đuổi khắp xung quanh nhà. Cả căn nhà cũng bị hai con vật quậy tanh bành, thậm chí còn phá hoại luôn cả bữa tiệc của đám quân nhân. Cuối cùng Crusoe chạy ra khỏi nhà, rồi ngụy trang và thoát khỏi sự truy đuổi của con chó. Nhìn Crusoe ngày càng to lớn, Angus quyết định thả chú đi. Dù có vô cùng lưu luyến, nhưng sự tồn tại của chú sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Cho đến một hôm có người đang ngồi câu cá trên hồ. Hai gã nát rượu đang câu cá trên hồ, bỗng nhiên cần câu bị cắn chặt. Người đàn ông chuẩn bị lấy lưới để tóm, bỗng nhiên một sinh vật kỳ quái ngoi lên khỏi mặt nước, khiến gã kia hú hồn chim én. Hắn vội vàng kêu gã còn lại cắt đứt sợi dây, nhưng gã còn lại cho rằng hắn say rượu mắt hoa nên không chịu làm theo. Thế là cả hai bắt đầu chuyến du lịch bằng tàu siêu tốc trên hồ. Cuối cùng cả hai sợ hãi cắt đứt sợi dây. Sau khi trở lại thị trấn, họ nói với mọi người rằng trong hồ có thủy quái, nhưng mọi người đều cho rằng họ uống rượu say hoa mắt. Angus sau khi nghe được tin liền lập tức đến hồ tìm Crusoe. Lần này gặp lại, Crusoe đã vô cùng to lớn. Chú cho Angus ngồi lên lưng mình và đưa cậu đi chơi quanh hồ. Cũng kể từ đó, Angus thi thoảng lại đến bên hồ tìm Crusoe chơi và cùng chú chơi đùa trên hồ. Cho đến một hôm, đoàn quân nhân chuẩn bị diễn tập trên hồ, bọn họ muốn bắn pháo vào hồ. Angus lập tức bước lên ngăn cản. Cho dù cậu có nói với mẹ mình và người sĩ quan rằng trong hồ có thủy quái, nhưng bọn họ cũng chẳng hề để tâm, vẫn quyết định bắn pháo vào trong hồ. Thế là Crusoe tội nghiệp bị trận pháo tấn công. Tối đó Angus và anh chàng người hầu đến bên hồ tìm Crusoe, nhưng vì cuộc tấn công ban ngày đã khiến chú mất đi lý trí. Trong đầu chú lúc này chỉ có những tiếng pháo. Crusoe bị sợ hãi và suýt nữa đã làm Angus bị thương. Cuối cùng chú như phát điên và trở lại lòng hồ. Hai gã nát rượu sau khi nhìn thấy Crusoe thì luôn có ý định muốn dựa vào chú để nổi tiếng và kiếm được tiền. Thế là từ đó ngày nào chúng cũng đến bên hồ chụp hình. Cuối cùng chúng nghĩ ra một cách, đó là làm giả, dùng đạo cụ để chụp một bức hình và đăng lên báo. Và đây chính là bức hình thủy quái hồ Loch Ness nổi tiếng. Và tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến tai đoàn quân nhân. Thế là bọn họ quyết định ra quân vây bắt thủy quái. Và lại là con chó này đánh hơi được mùi của Crusoe. Tiếng chó sủa đã thu hút sự chú ý của Angus và binh lính. Crusoe ngoi lên khỏi mặt nước và chém luôn con chó. Giờ thì đã yên tĩnh hơn rồi. Binh lính cảm thấy có điều bất thường nên chuẩn bị rút lui. Bỗng Crusoe xuất hiện và tấn công bọn họ. Đám binh lính vội vàng gọi điện yêu cầu tổng bộ chi viện. Cuối cùng Crusoe lật nhào chiếc thuyền của bọn họ, rồi sau đó nhấc bổng binh lính và ném lên bờ. Chú hoàn toàn không làm hại bọn họ. Lúc này người sĩ quan cùng mẹ Angus cũng đã đến. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện trước mắt họ. Người sĩ quan và mẹ Angus đều không dám tin vào mắt mình. Thủy quái trong truyền thuyết quả nhiên là có thật. Bọn họ còn chưa hết kinh ngạc thì binh lính trên bờ bỗng bắt đầu dội pháo. Angus vội vàng ngồi lên lưng Crusoe và chuẩn bị bỏ chạy. Người sĩ quan lập tức đưa bọn họ quay lại để ngăn cản tổng bộ tấn công, nhưng đã không còn kịp. Hơn nữa thiết bị liên lạc cũng đã bị hư hỏng. Đoàn người đành lên tàu đuổi theo Crusoe, nhưng đám binh lính trên bờ như bị mù, nhìn thấy con tàu bọn họ càng ra sức tấn công, thấy những nhát pháo ngày càng nhiều. Angus liền kêu Crusoe lặn xuống nước và tiếp tục tiến lên. Lúc này bọn họ lại kéo một tấm lưới sắt lên để ngăn Crusoe lại. Tấm lưới này đã ngăn Crusoe lại trong hồ.
May mà cuối cùng người của tổng bộ cũng nhìn thấy rõ họ và ngừng tấn công. Nhưng con đường phía trước đã bị chặn lại. Khi mẹ Angus và mọi người đến nơi, bà kêu Angus rời khỏi Crusoe. Cậu không thể đi theo Crusoe và sinh sống cùng chú dưới nước được. Thế là Angus đành từ biệt Crusoe lần cuối và trở lại tàu. Nhưng Crusoe cũng đã biến mất. Rồi bỗng chú xuất hiện và bơi về phía tấm lưới. Sau đó chú phi ra khỏi mặt nước như một con rồng. Cuối cùng chú vượt qua tấm lưới và trở về với biển. Nhìn Crusoe cuối cùng cũng thoát được ra. Đoàn người sung sướng reo hò. Những ngày sau đó, Angus ngày nào cũng ra hồ đợi Crusoe. Nhưng có lẽ chú sẽ không bao giờ quay lại nữa. Mẹ cậu cũng ở bên cạnh an ủi cậu. Bỗng cô chị báo với Angus rằng Crusoe đã quay lại. Ở một nơi gần đó, chú đang ở đó chào mọi người. Crusoe vốn sinh ra từ biển nên chú thuộc về biển cả. Và đó cũng là ngôi nhà tốt nhất cho chú. Từ đó về sau không còn ai gặp được thủy quái nữa. Cho đến nhiều năm sau đó, trên một bờ biển, có một cậu nhóc lại nhặt được một quả trứng kỳ lạ. Lẽ nào câu chuyện về loài thủy quái ngựa nước vẫn còn tiếp diễn?